Xin chào quý vị khán giả của Vion. Trong bộ phim Nhát Cờ Danh Vọng thì anh Tài và Vang Thái Dương. Vừa mới vô phim mất trí nhớ rồi mọi người. Thật ra lúc đầu á, Vi đọc kịch bản Vi rất ghét nhân vật Thái Dương. Đúng rồi. Thật sự Vi nghĩ là đó là một cái nhân vật mà Vi nói là cuối cùng lật qua lật lại mà dễ bị thao túng. Dùng cái từ là Thái Dương quá dễ bị thao túng tâm lý đi. Cho nên là anh chàng này cứ hả, khi thì mình thấy là ảnh ở bên phe này, khi thì lại thấy ở bên phe kia. Cuối cùng là bị mâu thuẫn về Thái Dương lắm, kiểu mà chính diện mà nhiều mặt quá, không lật lúc nào lật rồi. Thật ra là cái giai đoạn đầu tiên á, vô phim á thì là mất trí nhớ rồi, bắt đầu đi tìm lại ký ức từ từ. Và cái ký ức đó giống như kiểu được bơm mà kiểu bơm đẻo á. Bơm đẻo trong đầu mình là hồi xưa yêu bên đây chứ không phải là yêu bên đây. Bên đây là chỉ có vô phá thôi, bên đây chỉ có lợi dụng thế này cái nọ thôi. Thì bắt đầu là mình không nhớ gì hết, thì mình lại theo mẹ mình theo một hướng. Đến khi mà mình nhận ra được rồi, hình như nó có gì đó sai rồi thì mở ra. Nhưng mà tới khúc cuối thì Tài vẫn cảm thấy là xây dựng cái nhân vật này cũng ok, mình có đường quay trở lại rồi. Tại vì khi mà mình nhớ ra hết mọi chuyện rồi, nhưng mà mình vẫn phải giả bộ là mình không nhớ gì hết để mình tìm ra được cái kết quả cuối cùng là ai là người đã hại gia đình mình và hại mình ra trong cái này. Vắng Cờ Danh Vọng phát sóng lúc 18:30 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên Vion. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.